hiện tại là mình đang có mặt trên đường Pasteur, đi từ hướng Trần Hưng Đạo đi ra nhà thờ Đức Bà các bạn. À, bây giờ là 9 giờ tối rồi. Các bạn thấy đường Pasteur này rất là nhiều quán bar, rất là nhiều em xinh tươi đứng mời chào trước cửa các quán bar ở đây. Tối thì con đường Pasteur đây cũng rất là vui, tập trung nhiều quán bar, nơi tụ điểm ăn chơi của các giới trẻ thành phố về đêm thôi. Đây là trung tâm thương mại Sài Gòn Center, một trong những trung tâm thương mại lớn tại quận 1. Đây là đường Lê Lợi nè các bạn, người ta đang rào chắn đường Lê Lợi, đang người ta làm cái tuyến metro Bến Thành Suối Tiên đây, chạy dọc theo cái con đường Lê Lợi đây. Tuyến metro sẽ là đường hầm chui dưới lòng đất, dưới lòng đường của đường Lê Lợi. Này thì thành phố đã mở cửa để đón khách du lịch đến thành phố, nên là các bạn thấy khách lượt khách Tây đến thành phố cũng đông đông trở lại rồi. Các chuyên gia kỹ sư người Pháp đó các bạn.
đây sửa chữa cũng mấy năm mới xong, hiện tại là mới xong được một phần, họ đã tháo dàn giáo được một phần rồi, là mấy phần bên ngoài thôi, thay toàn bộ ngói của nhà thờ Đức Bà này, còn bên trong thì chưa có sửa tới. Chơi cũng hơi khó rồi, dọc qua bên bưu điện thành phố đây là con đường sắt Nguyễn Văn Bình. Các bạn nào đam mê đọc sách, thích đọc sách thì đến đường sách Nguyễn Văn Bình có rất là nhiều đầu sách cho các bạn lựa chọn để mà đọc tham khảo. Thành phố cũng mong muốn là người dân đọc sách nhiều hơn để mà có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng trong công việc cũng như trong cuộc sống. Trường internet cạnh tranh rất là nhiều nên là cái lượng người đọc sách cũng không còn nhiều, chứ đọc sách thì rất có ích, bổ sung được thêm kiến thức cho chúng ta hiểu biết nhiều hơn. Qua những cái trang sách như vậy thì mình trang bị thêm dồi dào kiến thức hơn, nhưng mà ngày nay là do thị trường internet phát triển nên là người ta sẽ chọn đọc sách online nhiều hơn, ít có đọc sách cuốn nữa. Phía trước mặt đây là vùng binh Hồ Công Rùa, là một trong những cái nơi tụ tập của các bạn trẻ buổi tối ở đây. Ở đây buổi tối vui vui nè các bạn, tụ tập ngồi chơi ăn uống tại cái Hồ Công Rùa này. Chắc hẳn là các bạn sinh viên đã từng học tại Sài Gòn này đều biết về cái khu vực này rồi. Hầu như là sinh viên là hay tối là hay ra khu này ngồi chơi, ăn uống. Ngồi đâu? Mình thấy đông vui không? Đó, quá trời đông người ta ngồi ăn uống lề đường thoải mái. Nhưng mà chính quyền quận 1 thì không cho buôn bán như vậy đâu, tập trung gì đâu nha các bạn. Ngồi ăn ở đây cũng phải canh nha, có lực lượng trật tự đô thị họ đến họ sẽ bắt xe, sẽ bị phạt đấy. Ăn chơi ở đây phải canh, có lực lượng là phải chạy không kịp là sẽ bị phạt.
và mình xin kết thúc video clip ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Triển hơn nhé.